Theo Tổng cục Thống kê, tăng trưởng sản phẩm trong nước GDP quý 2 năm nay cao hơn tốc độ tăng cùng kỳ của các năm trong giai đoạn 2011-2021. Theo đó, GDP quý 2 năm 2022 ước tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 2 các năm trong giai đoạn 2011-2021. GDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng hơn 2% của 6 tháng đầu năm 2020 và tốc độ tăng 5,74% của 6 tháng đầu năm 2021. Cũng theo Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 710 triệu đô la trong nửa đầu năm, thấp hơn mức 1 tỷ 860 triệu đô la của cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 năm 2022 tăng 0,69% so với tháng trước, tăng 3,18% so với tháng 12 năm 2021 và tăng 3,37% so với cùng kỳ năm trước.